Hello các bạn, cháu xin mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của anh Út Báo Sky BG. Vào video hôm nay thì mình sẽ đi tìm cái con Woodley mới để mình trải nghiệm nha mấy bạn ơi. Kiểu như là mình đi trading đó, mình đi vòng vòng mình đi trading đó nha. Tại vì mình cũng chưa trải nghiệm con Woodley mới các bạn. Và hiện tại thì mình có bao nhiêu unit nè để mình cho bạn xem nè. Đấy, Woodley đồ tùm lum nè, cho nên là mình nghĩ là cũng sẽ đổi nó được thôi ha. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là lời lỗ như thế nào á, chắc là lỗ sặc máu nữa thôi các bạn ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi tìm để mà đổi nó nha các bạn ơi. Đi vòng vòng kiếm có con nào ok đổi nó nha. Chúng ta đã phát hiện được con hàng đầu tiên rồi nha. Golden Titan Kamegaman là con Woodley mới đó mấy bạn. Thì trước tiên thì mình sẽ đổi ở cái level thấp thôi. Mình sẽ đổi ba cái con Woodley lỏ lỏ này nha. Coi người ta chịu không nha mấy bạn. Ở kèo này mà chịu một phát là tôi lời to luôn á. Tại vì con Woodley mới này nó rất là hiếm nha mấy bạn nha. Ok, đồng ý đi. Ba con Woodley đổi một con Woodley là quá lời cho fan rồi đó fan ơi. Fan đồng ý đi fan ơi. Không đồng ý các bạn. Tôi nói chung là tôi cũng biết trước rồi, tại vì ba con này nó cũng khá là lỏ, đổi con Woodley mới hiếm thì sao được đúng không? Cho nên là thôi, mình sẽ thêm cho bạn đó. Từ từ mình sẽ đổi con khác đi, mình sẽ lấy cái con DJ hôm bữa là cái con Gavin Spiderman đó các bạn. Đấy. Lấy con này để mà mình đổi thử nha. Con này cũng hiếm nè, nó cũng mới ra các bạn. Có con K3 người sở hữu á. Ok, để đổi thử coi chịu không nha. Ok. Lên TV rồi hả? Chưa chắc lên TV đâu nha. Biết đâu người ta xem trên điện thoại rồi sao đúng không? Rồi, không đồng ý luôn các bạn. Không đồng ý rồi sao giờ ta? Là chơi thêm khô máu luôn ta. Rồi mới vô mà show hand chỉ có quá đáng lắm không ta? Chơi luôn các bạn, show hand luôn các bạn. Mình sẽ đổi luôn cái con Titan Computer Woman luôn nha các bạn nha. Ok, thêm Mochi Titan nè, bốn con này. Ấy thêm một con này nữa đi mới đủ bốn con. Đó. Bốn con này là mình thấy là cũng khá là xịn đó, mà đổi con Woodley mới này mà không chịu nó thì thôi, là mình sẽ đi chỗ khác luôn, mình không có đổi với ông cố này đâu nha các bạn nha. Rồi, ok chưa? Quá là xịn luôn đó. Rồi, đồng ý đi. Bà gô, trời ơi. Thôi tình hình là đợi lâu quá, mình sẽ đi tìm con khác mấy bạn ơi, đợi thanh niên nó lâu vãi. Thiếu gì sự lựa chọn mà mắc gì phải đợi một người không trân trọng mình đúng không? Ôi ôi đợi lâu quá trưởng. Rồi mình sẽ đi tìm con khác. À hay, trước mặt là thấy hai con đây nè các bạn ơi, hai con đây nè. Thì con Master này thì mình nghĩ là đổi sẽ tốn kém lắm các bạn, cho nên thôi đổi Assassin thôi nha. Assassin không biết đổi được hay không nữa là nói gì tới với tới Master đúng không các bạn. Rồi thì mình sẽ chọn mấy con Woodley trước này đi, ba con Woodley này. Thử level từ từ nha. Con này mà nó không chịu thì mình sẽ lên level từ từ. Rồi nó từ chối hẳn hờn luôn các bạn ơi, không cần suy nghĩ luôn các bạn, từ chối liền luôn, không có cần suy nghĩ luôn á. Từ từ để xa xa mới bấm vô được nè. Đó thì thêm con unit vô chứ gì đâu, thêm luôn con Titan Computer bốn anh vô á. Đó bốn con Woodley này nó đó bốn con thì mình sẽ đổi. Mình nghĩ là bốn con này là hợp lý rồi đúng không các bạn, bốn con này mình nghĩ là ok rồi đó, chứ mà không có thêm được nó đâu, thêm nữa là lẩu sặc máu luôn á. Thêm nhiêu đây thôi. Rồi ok chưa, bốn con này là cũng khá là ok đó bạn, chứ không phải tới nỗi nào tệ đâu nha. Tại vì nó cũng hiếm luôn á, con Titan của tụi bốn anh cũng hiếm luôn á. Rồi không đồng ý luôn các bạn, không đồng ý thì thôi mình kiếm người khác. Trời ơi mắc gì đâu phải là cả thế giới có một người đó không có đâu đúng không, cho nên kiếm người khác. Rồi mình phát hiện một đối tượng tiếp theo nữa các bạn ơi, con này là sniper level 8 thôi nha, level 8 nhưng mà kệ đi, cài lên level 10, 15 thì chắc cũng được mà đúng không, cho nên là thôi đổi đại bạn, có sniper cũng xịn lắm á. Trước tiên thì đổi ba con unit lỏ chứ coi sao cái này, thăm dò tình hình đó bạn. Gì đây, từ từ. Rồi không chịu rồi bạn ơi, không chịu thì thêm đúng không. Bỏ một con nè, hai con nè, ba con nè, thêm con Titan Computer Foreman nữa nè. Đấy bốn con này là khá là xịn nha các bạn, mình nghĩ là sẽ được đây. Ok, đợi thanh niên này xíu nha các bạn ơi, đợi xíu. Đang suy nghĩ rồi đó, cái combo, cái nói chung là cái ốc phần mình mới vừa gửi đó là rất là ok đó bạn. Bốn con này khá là xịn sò, là mình nghĩ là người ta có lời đó. Nhưng mà không biết làm sao mà đổi không ai chịu hết trơn mấy bạn. Hay là con này nó hiếm quá, mấy bạn này đòi con mít ta. Chắc đòi hai ba con mít đòi sao quá. Đòi vậy là mình chịu rồi, mình không có gia đình được nha. Sẽ đi vòng vòng mình kiếm thêm nữa coi. Gì đó mà khó dữ vậy này không biết nữa. Rồi từ chối luôn bạn. Ôi ôi bốn con vậy mà từ chối luôn. Tiếp theo là phát hiện một con Woodley mới nữa nè. Cái dòng chai của nó thì hơi lỏ thôi, dòng chai giáp thôi, cho nên là mình nghĩ là con này mình sẽ đổi được đó các bạn. Dòng chai lỏ nhưng mà đổi bốn con unit xịn này không lẽ không được đúng không? Chơi luôn. Ok, đồng ý đó bạn ơi. Cái dòng này là cái dòng chai của nó, dòng chai bút giáp các bạn, cho nên là khá là lỏ rồi ha. Nhưng mà level 14 thì cũng ok, kiểu như là mình đổi được xong là mình trải nghiệm liền luôn. Mình không phải cài level nhé các bạn. Chủ yếu là làm video trải nghiệm bạn xem thôi chứ lời lỗ có quan trọng nhiều đâu. Có mấy bạn fan tài trợ cho unit để đổi mà quan trọng gì đúng không? Thoát luôn trời, ồ xanh á.
Tiếp theo phát hiện này có hai con nè, Assassin với Snipper, thì mình lấy con Snipper level 17 đi để khỏi cài chiêu nha. Ok, mình chỉ đổi 4 con này thôi bạn ơi, thêm một con Titan của tờ Phú Anh nè, đó là 4 con Goodly này nè, để lấy con này thôi nha. Nếu như mà không chịu thì mình sẽ tìm người khác các bạn, chứ mình không có đổi lỗ lắm nữa nha, nhiêu đây thôi. Rồi ok, rồi không đồng ý nữa các bạn, không đồng ý thì thôi tôi đi kiếm con khác các bạn ơi, chứ không có gọi là chơi khô máu con đâu nha. Ở đây có 2-3 con nè các bạn. Rồi ok, thì mình lại tiếp tục chơi cái open hồi nãy nha mấy bạn ơi, chính là 4 con Goodly của mình nè. Đấy, 4 con này là mình thấy mình đang bị gọi là lỗ rồi đó nha mấy bạn. Nhưng mà người ta còn không chịu luôn nha mấy bạn, thấy là nãy giờ mình đổi rất là nhiều người y chang dữ luôn rồi đó mà không chịu các bạn. Rồi ok, con này đổi con này luôn coi, con này level 6 à. Level 6 thì thôi đổi 3 con Goodly thôi nha, chứ không đổi 4 con đâu, tại vì phải cài lên cực lắm mấy bạn, cài lên level 15 hay sao á, cho nên là đổi đại gì chịu chịu, không chịu thì thôi không quan trọng. Ấy ơi, bạn này đồng ý nữa bạn ơi, vãi. Rồi là mình đổi được con Goodly ra đâu rồi, đâu rồi, à đây 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 đây, đây. Đổi được con Golden Titan Kemman nha các bạn nhé. Trời ơi, đổi kiểu này chắc là cũng lỗ đúng không các bạn, chắc là lỗ nhiều lắm ha, nhưng mà thôi có để trải nghiệm là được rồi các bạn ơi, chứ không quan trọng lời lỗ lắm đâu, chứ để mà đổi hoài thì chắc tới tối mai luôn quá. Ok, thì mình sẽ trang bị nó đi vô, mình trải nghiệm thử nó có mạnh hay không, nó có ô sờ kê hay không, và chúng ta có cần đổi những con unit xịn xò của mình để mà lấy cái con Goodly mới này không nha. Giờ mình sẽ vô mình trải nghiệm cho bạn biết cái sức mạnh của nó như thế nào nha. Let's go. Hiện tại là mình đã chọn Insane rồi nha, để đáp đầu thăm tiền được các kiểu. Và sớm giờ các bạn xem video của mình tới đây rồi á, nếu như mà chưa like cho mình thì mình mong các bạn hãy bỏ ra 2 giây cho mình xin một like nè, cũng như là một lượt đăng ký kênh, xong rồi bật chuông thông báo để khi mà mình đăng video mới á, thì YouTube nó sẽ thông báo cho bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Khúc này thì mình sẽ thăm tiền được các kiểu một chút xíu, mình sẽ đặt ra cho bạn xem nha. Ok, quay 11 rồi mình sẽ đặt ra luôn các bạn, tại vì con này á, cũng là một con farm tiền nha, nó cũng hỗ trợ farm tiền đó các bạn, cho nên mình đặt ra luôn. À ok chưa, ôi ôi nó cầm cái búa ngầu vái trướng các bạn ạ. Wow, nó cầm nguyên cái búa bằng vàng các bạn, cái búa này trong chuyện cổ tích hay gì nè, kiểu thấy cái rìu xuống sông xong rồi thấy lên cái rìu bằng vàng đó các bạn. Còn cái này cái búa nha, phải cái rìu, lộn xíu rồi các bạn ơi. Ôi đập kìa các bạn, đập đam nổ nha, con này là nhìn thôi biết đam lan đam nổ rồi, cho nên là khỏi phải quan sát kỹ rồi chi nhé các bạn. Đó đam nổ bạn ơi. Rồi nâng phâm tiền lên cái coi. Ok ok, nâng phẩm tiền cho nó max level các bạn, tại vì hồi nãy mình vẫn chưa nâng max level á. Con này nó cũng giống như cái con mày thích bữa mình trải nghiệm đó bạn, là cái đồng tiền nó bay bay lên vậy nè, khi mà mấy con unit của mình tiêu diệt nó là sẽ được ít 2 tiền đó nha mấy bạn, nó cũng giống như con mày thích bữa mình mới trải nghiệm xong đó. Đấy rồi, ôi con này lọt hả gì rồi, nâng cấp này lên cái thôi. Rồi ok, thấy là ổng ổn rồi xíu đó mấy bạn, quan sát tiếp nha, nó đập nhìn khá là đẹp bạn, hiệu ứng nó nổ kìa. Ôi thôi đập phát tiền bay tung tóe dân kìa mấy bạn, rất là đẹp nha, nó y chang như con mình thích hôm bữa luôn đó các bạn, là toilet mà nó đang bị nó tiền nó bay bay lên đó, là mình tiêu diệt nó sẽ được double tiền, là gấp đôi tiền đó các bạn, hiểu như vậy. Nó nội tại nó y chang cái con mình thích luôn ha. Còn cái tuyệt chiêu này của nó là khi mà mình sử dụng á, là trong vòng 5 giây nó sẽ ít 2 đam nha các bạn, và hình như là tốc độ đánh của nó sẽ là 0.1 giây hay sao á. À, mình cũng chưa hiểu lắm các bạn, ở đây cũng là lần đầu tiên mình trải nghiệm cho nên là mình dịch tạm tạm vậy thôi nha. Kiểu như là sẽ ít 2 đam trong vòng 5 giây, nhưng mà cái nó bị giảm cái thời gian đánh của nó xuống là 0.1 giây luôn hay sao quá nha. Có nghĩa là 1 giây nó sẽ đánh là 10 lần đó các bạn, nhưng mà mỗi 10 lần đánh này của nó sẽ ít 2 đam luôn, cho nên là mình nghĩ là tuyệt chiêu nó cũng khá là xịn sò đó bạn. Tuyệt chiêu nó cũng ngầu lắm nha, nhưng mà không biết phải không, để mình nâng cho nó lên max level luôn, có mình coi cái đam nó ổn không nha các bạn. Ok, 10.000 tiền đó nè. Ồ level kế 15.000 tiền chứ chưa đủ tiền các bạn. Chưa đủ tiền cho nên là thôi mình sẽ phân xét chút xíu nữa rồi mình nâng lên max level sao nha. Ngoại hình của nó thì nâng cấp lên nó cũng y chang như cũ thôi các bạn ơi. Nó có một kiểu mộc à, nhưng mà thấy nó cũng khá là hầm hố, nó bự rồi các kiểu nha các bạn. Thấy cũng xinh xịn nè, ngoại hình khá là to, và đánh đập xuống này hiệu ứng ra cũng rất là đẹp luôn, rồi tiền bay chiếu chiếu rồi các kiểu luôn. Nói chung là khá đẹp đó. Rồi level max nè. Ngoại hình thì không thay đổi nha các bạn ơi, ngoại hình không thay đổi, và debuff của nó là 56.250 đam nha. Thì nếu như là ít 2 cái đam này nè, xong rồi đánh 10 giây, 1 giây á, đánh 10 lần nữa thì nó cũng rất là xịn sò đó bạn ơi. Có nghĩa là 1 giây đánh được 1 triệu đam đó, nhưng mà 5 giây là sẽ thiệt chiêu nó khoảng 5 triệu đam á ta. Wow, ghê vậy. 5 triệu đam mà cũng xịn lắm nha mấy bạn ơi. Nhưng mà kiểu như sát thương tính đam kiểu này á, thì mình nghĩ là nó sẽ lên con boss nó không có xịn lắm đâu. Bạn coi nó đánh kìa. À, đánh lý lịa cho nó ghi ghi các bạn. Gây ha, trong vòng 5 giây các bạn, trong vòng 5 giây và sẽ ít 2 đam mà xuống tầm đánh là một cái tốc độ đánh của nó là mỗi 0.1 giây nó đánh 1 lần các bạn, là 1 giây đánh 10 lần á. Cho nên là mình nghĩ là thiệt chiêu nó cũng khá là xịn nha. Nhưng mà nó không có tính theo cái phần trăm máu, cho nên là mình nghĩ cái thiệt chiêu nó cũng như là rẻ rẻ boss thôi, nó cũng không có quan trọng với boss đâu các bạn. À, thì mình sẽ đặt thêm vài con nữa coi có bị giới hạn lực đặt được các kiểu không nha.
Ok, hồi ơi đừng nói là không bị giới hạn được đặt là cũng xịn lắm đó nha các bạn. Vừa nói xong luôn bị giới hạn có hai con các bạn ơi. Giới hạn hai con thôi nha. Nhưng mà con này chủ yếu là mình nghĩ theo mình á là nó chỉ hỗ trợ gọi là farm tiền thêm nè, với lại là hỗ trợ mình gây mớ đam nào cái kiểu thôi. Chứ mà mạnh thì mình nghĩ là nó cũng không có mạnh lắm nha các bạn. Họ bán con này là 19.000 tiền, có nghĩa là nâng cấp nó khoảng 38.000 tiền các bạn, xong rồi đặt ra 1.500 nữa là đâu đó là khoảng 40.000 tiền á. Nói chung là khoảng 40.000 tiền là hợp lý, con này đặt ra rồi nâng cấp max level luôn nha. Rồi còn sức mạnh của nó thì trải nghiệm hồi mới biết các bạn, thì kiểu như là con này là một con farm tiền, thì cái thời gian cái meta hiện tại á là đang rất là cần farm tiền nha các bạn. Các bạn cứ đem theo một con hỗ trợ farm tiền nè, xong rồi một con farm tiền gốc là con số 1 của mình đó là ok nha, chứ mà giờ không có farm tiền là không ổn đâu. Nhưng mà cái tuyệt chiêu này mình nghĩ là cái tuyệt chiêu của nó bạn, là mình nghĩ là nó sẽ tính theo cái số đam này chứ không phải là tính theo DPS. Hồi nãy là mình tính lộn rồi bạn ơi, kiểu như là nó x2 đam này, thấy không, là nó x2 số đam là 30.000 đam nữa là thành 60.000 đam đó bạn. Đó, có nghĩa là một giây thì nó sẽ đánh là 10 lần là 60.000 đam, có nghĩa là 600.000 đam đó bạn, trong vòng 5 giây thì 6 nhân 5 sẽ là 3 triệu đam á, thì cái tuyệt chiêu nó là khoảng 3 triệu đam nha. Đó mình tính chắc có lẽ là cái này mới đúng nè, mỗi giây đánh 10 lần x2 đam nữa là khoảng 3 triệu đam cho cái tuyệt chiêu của nó bạn khi level max nha. Ok thì giờ mình sẽ nâng mấy con cờ lên chung nít ra các kiểu để mà đép để thua các bạn, bị giới hạn hai con thôi. Thì chủ yếu là mình đem theo cái con Goodly mới này á, chủ yếu là để farm tiền thôi, và nó hỗ trợ một phần nào đam thôi nha, chứ không phải là đem nó theo để mà gánh tem thì nó gánh không được nha các bạn, nó chỉ là hỗ trợ farm tiền thôi. À, với lại là hỗ trợ đam chút xíu nữa, thì kiểu như là các bạn đem một cái con farm tiền khác vô đi thì các bạn chỉ được hỗ trợ farm tiền thôi chứ không có được hỗ trợ đam á. Còn các bạn đem con này theo thì nó vừa được là double tiền khi mà tiêu diệt mấy con toilet đó các bạn, xong rồi các bạn còn được hỗ trợ đam rất là ok nữa đúng không. Con này DPS nó cũng ok mà cũng năm mấy ngàn đam các bạn, cho nên là cũng đáng sở hữu bạn, mà thấy nó cũng được đó, đánh cũng khá là đẹp nha, hiệu ứng nổ một cái kiểu luôn á, cho nên là mình nghĩ là đây là một con cũng rất là xịn sò đó mấy bạn. Rồi hiện tại quay 49 rồi nha, và mình thấy là nó làm cũng rất là tốt bạn ơi, nó tốt ở cái mức gọi là farm tiền á, ổn lắm bạn, và đánh cũng đánh lan được cái kiểu này ha, cũng xịn á. Nói chung là con Goodly này cũng đáng sở hữu đó bạn, không phải là bạn dạng vừa đó nha, đánh được khá là đẹp rồi các kiểu nè, xong rồi được farm tiền nè. À, hỗ trợ rồi thôi là quá ok rồi nha. Rồi boss ra nè các bạn, để mình xài thiệt chiêu thử cho coi nó mạnh hay không nha. Nhưng mà từ từ để nó tiêu diệt cái con quái này cái đi, để mất công mình xài thiệt chiêu lên con kia là sao đúng không. Rồi rồi chuẩn bị nè. Còn mình lên đó rồi đó, đó. Thiệt chiêu đó thì khoảng 2-3 triệu máu thôi các bạn, cho nên là các bạn sẽ thấy là nó cũng không có bất ngờ lắm nha. Thiệt chiêu khoảng 3 triệu máu thôi à, cho nên là nhìn nó không có giật mình đâu. Rồi rồi ok, được chiêu. Nói chung là nó không phải gây sát thương theo phần trăm máu như là mấy con unit kia, cho nên là các bạn sẽ thấy là nó tiêu diệt boss không có xịn lắm đâu các bạn. À, nếu như mà muốn tiêu diệt boss xịn á thì các bạn hãy là đem theo con mít Goffman đó các bạn, là auto gọi là tiêu diệt boss nhanh luôn. Chứ con này là nó chủ yếu là nó để farm tiền, xong rồi nó đép phụ những cái giai đoạn đầu nó cũng ok lắm các bạn. Meta hiện tại thì mình nhắc lại một lần nữa là nó cần phải farm tiền nhiều thì nó mới ok nha. Đó còn 5-7 triệu máu rồi nè, thì cũng đép ổn đó bạn, nó cũng gây sát thương nhiều như cờ lo unit luôn mà, cho nên là mình nghĩ là nó một con cũng khá là xịn đó bạn nha. Rồi để coi coi mình xài được thiệt chiêu thêm một lần nữa không đây, mình nghĩ là chắc không được quá tại vì còn 3-7 triệu máu nè, không biết làm sao các bạn. Để coi coi 30 triệu máu nữa nha, 32 31 triệu nè, 30 triệu nè. Rồi ôi chắc xài thiệt chiêu không kịp quá ta, được không, ách cho xuất hiện các bạn, ách cho xuất hiện rồi nè. Đấy, nhưng mà bây giờ mình thấy là khi mà chị hoàng ách cho thì con boss nó không có đi nhanh nha các bạn. Hôm bữa mình nhớ là chị hoàng ách cho xong là boss đi khá là nhanh nha, nhưng mà bữa nay thấy nó cũng đi chậm mà. Đấy, chung là thấy con này cũng khá là đáng sở hữu bạn, cũng được đó. Thì thường thường mà các bạn không có đem nó theo á, các bạn chỉ cần là 4 con farm tiền bình thường á thì nó sẽ khó nha, 4 farm tiền số 1 này nè thì nó sẽ hơi khó farm tiền để đủ tiền á, còn đem nó theo thì nó rất là ok các bạn. À, rồi đó, có thiệt chiêu bạn xài luôn nè. Đấy, 16 triệu, 14 triệu, 13 triệu, 12 triệu à. Nói chung là cái tuyệt chiêu này không phải là nó sốc đam nhiều lắm các bạn, 3 triệu mà trong vòng 5 giây thì đánh nó cũng bình thường rồi đúng không, nó không có phải là giật mình như mấy con unit khác đâu, con microphone man là cái kiểu đâu, nhưng mà nó cũng ok đó, nó hỗ trợ rất là tốt, hỗ trợ farm tiền ở giai đoạn đầu nè, xong rồi đánh đẹp nè, xong rồi sao nữa ta, xong rồi nó có tuyệt chiêu cũng ok nữa, cho nên mình thấy là con này cũng khá là đáng sở hữu các bạn chứ không phải là tệ đâu nha. Cái meta hiện tại là chúng ta phải cần farm tiền nhiều, cho nên là con này là nếu như mà có thể sở hữu dễ dễ á, thì cũng đáng sở hữu nha các bạn. Nhưng mà để mà bỏ 4 con Goodly giống mình hồi nãy mà sở hữu nó thì mình khuyên là các bạn không nên nha. Tại kiểu như là mình cũng muốn làm cái video và trải nghiệm con này xem coi là nó có mạnh hay không, chúng ta có nên sở hữu nó hay không cho các bạn xem thì mình mới đổi vậy thôi, chứ đổi vậy là cũng hơi lỗ lỗ đó các bạn. Rồi ok thì video của mình ở đây là hết rồi, nếu như mình thấy hay cho mình xin một like nha. Còn giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha, bye bye.